Vương Dĩnh Kiệt, anh còn giúp bọn họ nói chuyện. Bọn họ giết đặc đà của tôi, bắt tôi đi bộ ở trong sa mạc. Đường Thất Thất, tôi đã nói từ sớm rồi. Chúng ta đã lạc mất nhà họ Diệp, bây giờ không còn đồ ăn. Đám người chúng ta chỉ có cô nhẹ nhất. Cô và tôi ngồi một con lạc đà không phải là được rồi sao? Anh Kiệt, bên đó có xe. Tới đúng lúc, mau đi gọi Hắc Đại đó tới đây. Chúng ta nhận ship. Sư phụ, bọn họ tại sao lại nổ súng? Ơi, đây là đang ép tôi dừng xe. Vừa rồi là ai nói, chúng ta nên ra tay giúp đám người này. Ngộ nhỡ sẽ manh mối của toàn âm. Cô bình thường sống trong cuộc sống được mọi người thương yêu chiều chuộng, hôm nay cho cô nhìn thấy mặt xấu xí nhất của tính người. Anh bạn, rất xin lỗi đã dọa các người, nhưng chúng tôi thật sự là không có nước uống. Nếu các người bằng lòng có thể dùng vàng để đổi. Cô dùng khăn che mặt lại đi, nhớ kỹ, đừng tin lời của bọn họ. Càng đừng để bọn họ biết tài nguyên của chúng ta đầy đủ. Không được nhúc nhích, biết điều thì xuống xe. Anh Kiệt, chúng ta gặp may rồi. Trên xe này chỉ có hai người, người còn lại còn là con gái. Nếu các người không muốn chết thì bỏ súng ra, tôi ghét nhất là người khác chĩa súng vào tôi. Mẹ kiếp, chỉ có hai người cũng dám hống hách à, cút xuống đây cho ông. Vương Dĩnh Kiệt, mau bỏ súng xuống. Đây là giáo sư Mạc của Đại học Yên Kinh, được gọi là Mạc Chân Nhân, người đứng đầu Giang Nam. Nếu thật sự là người đứng đầu tỉnh Giang Nam, chém giết chính diện sợ rằng khá là bó tay. Mẹ nói chứ, vậy mà lại là người quen của Thất Thất. Tô Bác Tử đi thôi, gặp phải người có quan hệ rồi. Được anh Kiệt, giáo sư Mạc nhớ tôi hay không? Tôi là Đường Thất Thất. Thật sự xin lỗi khi dọa hai người. Buổi tối chúng tôi sẽ nướng thịt, hai người cùng tới đi, coi như là lời xin lỗi của chúng tôi. Đường công chúa nhỏ nhà họ Đường này vẫn là không có lão như vậy. Thôi vậy, từ chỗ của người nhà họ Đường có lẽ có thể có manh mối. Vậy chúng tôi cung kính không bằng tuân lệnh. Giáo sư Mạc, vị mỹ nữ này là ai vậy? Hay, nói ra thì hai người đều là bạn trường Đại học Yên Kinh đó. Chào chị Thất Thất, em tên là Yến Thanh Tơ. Mẹ nó, Thất Thất toàn quen mấy thứ gì đâu. Anh Kiệt, chúng ta ở cái chỗ không người hẻo lánh này nửa tháng rồi. Diệp Lưu Ly đó không phải là đang chơi chúng ta đấy chứ? Không thể nào, dùng đầu của cậu nghĩ thử đi. Cô ta cũng là chúng ta đến đây, chơi chúng ta để làm gì? Thất Thất, cô ở trong sa mạc gặp qua cô gái này không? Không thấy qua là bạn gái thầy sao? Em còn tưởng hai người cùng đến Thương Ngộ Chi Uyên thì ra là đi tìm người à? Ồ, mấy cô chỉ có mấy người như vậy có thể tìm thấy sao? Không phải đâu, lúc đầu bọn em theo chị Niu Ni vào sa mạc. Nếu chị Niu Ni ở đây thì tốt rồi, chị ấy nhất định có thể dẫn bọn em đi tìm Thương Ngộ Chi Uyên. Nếu không phải là lúc trước đại đội gặp phải bão cát, nói không chừng giờ đã đến rồi. Bọn em lạc nhau mấy ngày rồi, mãi không liên lạc được. Chả trách tiệc bàn nong không thấy cô ta, thì ra là đến đây rồi. Mấy người này, chắc là trước khi tiệc bàn nong bắt đầu, đã đến cái nơi, cách tuyệt với thế này rồi, cách tuyệt với thế giới này rồi, cho nên mới hoàn toàn không sợ mình. Cũng tốt, người ta biết mạnh, ngược lại sẽ để bọn họ bảo lưu tình báo. Vậy chúng ta cùng đi đi. Nếu mỹ nữ này thật sự là ở sa mạc, vậy Thương Ngộ Chi Uyên nhất định là sẽ có manh mối. Ừm, ta sẽ suy nghĩ. Suy nghĩ, loại chuyện này cậu hỏi qua đội trưởng như tớ chưa? Chỉ hắn còn là cao thủ, không có khí canh cảnh không xứng cao thủ. Tôi thấy hắn chỉ là ám kình đỉnh thiên hóa kình. Đội chúng ta đã như vậy rồi, không thể nào dẫn theo hai của lợ này được nữa. Mạc Lam rất lợi hại, lúc thầy ấy ở Diệp gia, một người đã đánh ngã một đống người Tào gia. Chuyện này cậu không biết phải sao? Nếu hắn thật sự là lợi hại như vậy, lúc tớ cầm súng chỉ hắn, tớ đã chết rồi. Anh Kiệt, em cắt thì xong rồi. Mẹ nó, đói chết não tử rồi, mau bắt đầu nướng thịt. Vẫn là anh Kiệt minh trí, ban ngày không biết lạc đà lúc nãy sẽ phải uống gió Tây Bắc rồi. Thất Thất, mau đi gọi Vương Ninh ra giúp tớ. Tên Vương Dĩnh Kiệt này, rõ ràng lúc ở ngoài, mình nói gì nghe đó,
Hai ngày nay hoàn toàn không xem mình ra gì nữa. Ây, thơm quá. Mẹ nó, không được rảnh, não tử chưa? Vương Ninh, cho cái này của cậu. Mau lên đi anh Kiệt, chúng tôi sắp đói chết rồi. Sư phụ, bọn chúng ta thật sự muốn đi cùng đám người này đến Thương Ngộ Chi Uyên đó sao? Con chưa từng nghe nói qua xa mà không có chỗ như vậy. Thật ra chúng ta là lần đầu nghe nói, nhưng nếu chuyện này có liên quan đến Diệp Lưu Ly, vậy độ đáng tin cậy vẫn là rất cao. Mấy ngày nay, cảm ứng của Huyền Lâm chưa từng rời khỏi sa mạc này, rất có thể có liên quan đến Thương Ngộ Chi Uyên này. Mạc Lam rất lợi hại, lúc thời ấy giờ Diệp ra, một người đánh ngã một đống người Tào ra. Chuyện này cậu không phải là không biết sao? Nếu thật sự là lợi hại, vậy lúc tớ cầm súng, chỉ vào hắn tớ đã chết rồi. Sư phụ, tôi chưa từng nghe nói ở trong sa mạc Tanimanka có nơi như vực Thương Ngô. Tôi cũng là lần đầu nghe. Nhưng nơi này rất có khả năng là sẽ có manh mối của Toàn Lâm. Toàn Lâm mất tích đã nhiều ngày, thêm một ngày sẽ thêm một phần nguy hiểm. Tình trạng bây giờ của tôi lại không thể nào chắc chắn được vị trí của Toàn Lâm. Tuy đám người này không đáng tin, nhưng đã là lựa chọn tốt nhất rồi. Lại đây Thất Thất, đây là của cô. Mạc Lam, đàn chị, mau qua đây ăn thịt đi. Thất Thất, cô làm gì vậy? Tôi còn chưa đồng ý để bọn họ gia nhập. Vương Dĩnh Kiệt, anh rất phiền đấy. Tôi là chia phần của tôi. Anh quản quá rộng rồi đấy. Yến Thanh Tê, đừng để ý đồ nhỏ mọn đó. Mau tới ăn thịt đi. Yến Thanh Tê, tôi hình như biết cô ta. Ngôi sao nổi tiếng Thanh Tê kia, thật sự là cô ta sao? Nhưng tôi thật sự không đói. Thất Thất cô quá là... Thất Thất cô... quá bỗ bã rồi. Ti Ti là ngôi sao lớn, phải giữ gìn vóc dáng. Tôi thật ra là fan của cô. Cái này là sâu thịt của tôi, xin hãy nhận tâm ý của tôi. Ý tốt của anh tôi nhận rồi. Anh Kiệt, em vừa nhìn qua xe của bọn họ, bên trong không có vật tư gì cả. Thì ra là nghèo mạt đang cố cầm cự ở đây. Tên họ mà kia. Ngoắt con, cô gái đó rất nghe lời của anh. Đã nói tới run rẩy vẫn không ăn thịt của chúng. Giao xe của cậu cho tôi, số thịt này là của cậu. Hành trình đi tới vực Thương Ngô, tôi sẽ bảo vệ cậu. Đồ ăn và nước đủ dùng. Cút, đừng tới làm phiền tôi. Ngoắt con, cậu rất giỏi nhỉ. Sư phụ, tôi muốn đi ngủ nhưng không tìm được chăn. Anh nên xem một chút. Tới ngay. Cậu vậy mà phớt lờ tôi. Mẹ kiếp, thì ra là trai mà ngôi sao lữ bao lùi. Dựa vào đâu mà cậu có thể chơi dung xe với gái cực phẩm như vậy? Vương Linh, tới lều của tôi. Bây giờ làm sao, em còn chưa ăn xong. Mau lên. Đồ điếm, lớn tiếng một chút. Sao lại có tên chọc người ta ghét như vậy chứ? Sư phụ, chúng ta còn bao lâu nữa đến? Nếu hướng đường Thất Cung hướng không sai, chắc rất nhanh sẽ đến. Nè, có thể nhìn thấy rồi. Mẹ nó, cuối cùng cũng đến rồi. Tôi cũng thấy rồi, đây chính là Thương Ngộ Chi Uyên. Súc sinh, chạy lên cho lão tử. Ây, mau lên mau lên. Vương Dĩnh Kiệt, chậm một chút, nạc đà bị kinh hãi rồi. Trời, là Sa Lưu. Nói rồi bảo cậu chậm chút. Sa Lưu xuất hiện ở gần đây cũng trùng hợp quá rồi. Ơi, tên ngốc đó, sư phụ, chúng ta xuống xe giúp không? Không, Sa Lưu này không đơn giản như vậy, còn ở lại trên xe duy trì phòng bị. Mạc Lam, cảm ơn thầy. Hừm, ai bảo ngươi giúp chứ? Tự lão tử có thể ra. Đừng buông lỏng, bây giờ không phải lúc cứng miệng. Sa Lưu này có cổ quái. Sa Lưu cổ não đại không bắt được ai cả, xem ra vẫn phải đích thân ra tay. Ơi, con nhóc đó trông không tệ, các anh em có khẩu phúc rồi, im miệng chó ngốc đi, làm việc chính đi.
Đụng đến bổn đại gia xem như các ngươi xui xẻo. Tiền tài bảo vật để lại có thể đổi cái mạng nhỏ của các ngươi. Mẹ nó, trộm từ đâu đến, dám cướp đường của bổn công tử. Đến Thượng Ngộ Chi Uyên phía trước hỏi thăm thử, công tử Vương gia Vương Dĩnh Kiệt là nhân vật gì, biết điều thì mau cút cho ta. Không đúng, với tu vi của đám sa phỉ này, không thể nào làm được. Lấy khí vận xa chế tạo bẫy sa lưu, chủ mưu phía sau còn chưa hiện thân. Ồ, xem ra hôm nay có khách quý đến nhà à. Chỉ với mấy tên cướp vặt như các người cũng dám chặn đường của bản công tử. Không đúng, với tu vi của đám thổ phỉ sa mạc này, không đủ thao tác cát chảy tạo thành bẫy, kẻ đứng sau nhất định là có người khác, biết điều thì mau chóng cút. Ông là? Ê, nhóc con, cậu biết tôi sao? Khí thế hung hăng vừa rồi đi đâu rồi? Ông là vua cát? Vua cát đại nhân, ông trùm giống như ngài sẽ không tính toán với loại nhân vật nhỏ như chúng tôi đúng không? Đại nhân tha mạng, rất hiểu chuyện, ngoan ngoãn giao hết đồ đáng tiền ra đây, có thể để các ngươi bớt chịu khổ rất nhiều. Thứ đáng tiền trên người của tôi chỉ có những thứ này, đại gia tha mạng. Ai biết cô còn giấu bảo bối gì hay không, các anh em soát người. Vua cát, tôi thật sự là người của nhà họ Vương, hôm nay nào muốn mượn đường đi, mong chuyến đi thuận tiện. Cảm giác sờ ảo đàn bà này không tồi, các anh em tới thử đi. Vương Dĩnh Kiệt cứu mạng. Bớt nói nhảm, trước khi chưa làm rõ lai lịch của các người, ngoan ngoãn giao đồ. Hừm, một đám nhu nhược. Thằng nhóc tóc trắng, bây giờ không phải là lúc cậu cười nhạo đồng đội đâu. Vua cát, cậu là lão đại đứng đầu của một tỉnh ở bên ngoài, không thể nào so với ngài được. Ngài ra tay dạy dỗ cậu ta, cho cậu ta biết quy tắc ở đây đi. Sao lại có người kêu tôi nữa rồi, hy vọng da của ông đủ dày. Bởi vì người trước đó kêu tôi quỳ đã bị nướng chín rồi. Mạc Lam, vua cát này vốn là đại sư huynh của Phi Hạc Tông, sau khi phản bội sư môn, bị đuổi đi thì ở đây tự phong mình thành vua. Tôi biết rồi, Đường Thất Thất cô lùi lại một chút. Rất tốt, rất lâu rồi không gặp được kẻ cứng đầu. Vậy thì cho cậu diện kiến, lính cát của tôi. Với tu vi của người này, sợ rằng khống chế cát chảy đã là cực hạn, sao có thể thi triển ra biến hóa cát binh chứ? Lên! Thì ra là vậy, dùng dây tơ khống chế, khôn ngoan đấy. Trời ạ, vừa rồi đó là cuồng sư sao? Cậu ta cũng là người của gia tộc cổ võ hay sao? Có bản lĩnh đấy. Vậy chiều này xem cậu phá thế nào. Chặn không tồi đấy. Những cái khác cậu chặn kiểu gì? Sư phụ, tôi biết ngay sẽ không dễ dàng như vậy. Chuyện gì vậy? Trong cát đó có thứ gì đó? Nhiều lính cát như vậy sao? Thánh Tì, đưa đàn cho tôi. Được. Sư phụ, bắt nấy. Thành bại thì xem chiêu này rồi, đứt gãy cho tôi. Mắt con, cậu rốt cuộc là người của gia tộc nào? Cậu có gì có thể nói ra, giữa chúng ta dừng tại đây. Người động thủ trước nào ông, người muốn kết thúc nào ông? Đâu có dễ dàng như vậy. Nghịch thần thất bộ. Thằng Watt nhà cậu. Thằng Watt này, một hơi thì diệt lính cát của lão đại, còn có thể có sức này. Hay là chúng ta rút đi. Băng này đã không có dư sức để chờ lưu chuyển nữa rồi.
Lão đại, thằng quất này chắc chắn là thiếu chủ của gia tộc cổ võ khác. Không bằng lẻ mặt cậu ta đi. Được. Chúng tôi cũng coi như là không đánh không quen. Hôm nay tha cho các người. Nếu không phục, sau này cứ việc tới Sa Thành tìm tôi. Đáng hận, nếu lúc bình thường sao có thể để tên này sống rời đi chứ? Bọn họ vậy mà đi rồi. Mạc Nam, không ngờ anh lợi hại như vậy. Thật không hổ là người đứng đầu Giang Nam. Đi thôi, chúng ta cũng chuẩn bị một chút, sau đó đi vào vực Ngô Thương thôi. Nếu anh giỏi võ như vậy, vừa rồi tại sao không nhanh chóng ra tay? Hại đồ đáng tiền trên người của tôi đều bị cướp hết rồi. Rõ ràng là có thể cứu chúng tôi, còn dương mắt nhìn tôi bị người ta bắt nạt. Anh có tính là đàn ông không vậy? Cô còn nói nhảm thêm một câu, tôi bây giờ sẽ giết chết cô. Đều là người mình, đừng cãi nữa. Vương Ninh, cô ấy là người khác chiếm tiện nghi. Trong lòng không vui. Hừm, người đàn ông của mình là một kẻ hèn nhát. Cô ta nổi cáu gì với tôi chứ? Mẹ kiếp, cậu nói ai là kẻ hèn nhát? Sau khi cậu ta đánh với vua Cát, chắc đã bị thương rất nặng. Có bản lĩnh thì ra tay từ sớm, cứ phải đợi đến khi bảo vật mất hết rồi. Đừng quên là ai dẫn các người tới. Bây giờ là cơ hội tốt nhất để mình vớt lại mặt mũi. Đám vong ân bội nghĩa các người. Đánh không lại thì đánh nén, quá yếu. Đáng chết. Cô lui ra trước. Được, cẩn thận một chút. Bớt đắc ý quên hình đi. Không cho cậu bài học thì không biết ở đây ai là. Ai nói thì quyết. Bổ thiên thập tứ thủ. Thức thứ nhất. Đợi đã, đừng. Bát vân thủ. Mạc Nam, anh sao lại manh động như vậy? Anh có biết hậu quả khi làm như vậy hay không? Tại sao nhất định là phải ra tay? Tôi biết. Cậu vậy mà còn dám đánh trả. Xem ra cậu không biết sức nặng của nhà họ Vương chúng tôi ở vực Thương Ngô. Thất thất, cô vừa rồi không nhìn thấy sao? Bọn họ đối xử với Vạc Nam như nào? Cô bây giờ còn nói chuyện giúp cho bọn họ. Nhưng tôi biết, nhưng chuyện của vực Thương Ngô còn phải hợp tác với nhà họ Vương. Dù sao nhà bọn họ ở đó có thế lực rất lớn. Vậy cô đi bên đó, ở đây không cần cô. Không cần chị nói. Mạc Nam, Vương Dĩnh Kiệt, anh ta rất thù dài, anh phải cẩn thận. Còn nữa, vua cát trước giờ đều là có thù tất báo. Ông ta chắc chắn là sẽ quay lại nói cho nữ vương của Sa Thành. Anh tự biết mình đi, chúc anh may mắn. Cảm ơn lời nhắc nhở. Sư phụ, thương thế của anh nặng quá. Anh không sao chứ? Không sao, chúng ta lái xe tới gần vực Thương Ngô trước đi, sau đó tìm một chỗ nghỉ ngơi. Cơ thể của sư phụ càng ngày càng tệ rồi, hy vọng có thể chống đỡ được tới vực Thương Ngô. Được, nghe theo anh. Không, mình tin sẽ chống đỡ được tới khi gặp mặt chị Mộc Âm, có thể chữa khỏi. Trước khi chúng em tới, chị Mộc Âm, chị phải bình an vô sự. Quang phòng. Sao đột nhiên thì đứt rồi? Lẽ nào là hôm nay vẫn như cũ, yên tĩnh. Thật tốt, nếu mãi mãi đều như vậy. Đứng lại, cháu muốn đi đâu? Cháu cảm giác bạn trai đến tìm cháu, nhất định cháu phải đi gặp anh ấy. Đây là bắt đầu từ hôm nay, cháu không được phép nhắc đến người đàn ông khác. Trong tim của cháu chỉ có con trai của ta là đủ rồi. Bây giờ vực Thương Ngô không thái bình, cháu ở trên thuyền an toàn hơn. Chú là định giam lòng cháu mãi hay sao? Cháu biết chú làm như vậy là phạm pháp hay không? Phạm pháp sao? Cháu có thể không biết. Tiêu Thiên Tuyệt có một mệnh lệnh. Phàm là người đi vào vực Thương Ngô, chuyện xảy ra đều không chịu chế tài của pháp luật. Còn nữa, dây chuyền của cháu. Thứ như này, nhìn nhiều cũng vô ích, ta bảo quản nó thay cháu. Nếu bạn trai của cháu muốn tới tìm dây chuyền thì kêu cậu ta tìm ta là được. Có điều, cháu tốt nhất nên cầu nguyện cậu ta mãi mãi đừng xuất hiện. Mạc Lam.
Nơi này sao lại có ảo giác huyết mạch tương liền? Nghĩa nào sau khi trồng xuống thái sơ lưu thệ, ngay cả loại cảm giác này cũng không phân rõ rồi sao? Sư phụ, ta cảm nhận được ma âm phản hồi từ dây chuyền của chị Toàn Âm rồi. Tiếng đánh nhau ở trong sơn cốc này mãi mãi không dứt, xem ra bên đó rất nguy hiểm. Tốt, đi vào mấy ngày rồi, chúng ta cuối cùng cũng tìm được cô ấy. Chúng ta bây giờ đi tìm cô ấy. Sau khi tìm được, mình cũng tới lúc giờ đi rồi. Thanh Tỷ, nơi đó chắc chắn là rất nguy hiểm. Đeo chiếc vòng tay này có thể bảo vệ cô bình an. Hạt ngọc này không phải là giống với hạt của chị Toàn Nâm hay sao? Sao lại có nữa? Tôi dùng cách tương tự làm vài cái cho ông nội, mẹ và em gái của tôi. Bây giờ cũng cho cô một cái. Thanh Tỷ mang theo nó có thể bảo vệ cô. Vòng tay là cho người nhà của anh ấy và Mộc Toàn Âm, bây giờ lại cho mình, có phải chứng tỏ mình ở trong lòng của Mạc Lam cũng trở nên quan trọng giống như bọn họ rồi không? Thanh Tỷ, hoặc nói anh ấy chỉ coi mình là thành người nhà hoặc là em gái, chứ không phải là loại tình cảm giống Mộc Toàn Âm. Thanh Tỷ, nếu thật sự là như vậy, mình phải làm sao? Thanh Tỷ, là tôi vừa nói cô nghe thấy rồi chứ? Tốt, vậy chúng ta đi vào sơn cốc. Cô nhớ bảo vệ bản thân. Tôi biết rồi. Vương Giang nhiều năm như vậy, ông vẫn sử dụng thủ đoạn bị ổ để đánh nén. Xích nồi, ông không được rồi. Cút trở về kêu Triệu lão ma xuất mã đi. Danh tiếng của nhà họ Vương các người đã bị ông hủy hoại như vậy. Trên không tốt dưới chẳng ngoan. Chẳng trách con cháu đều một đức tính. Chuyện nhà của tôi thì ông khỏi phải nhọc lòng. Con cháu của tôi có hư hỏng hơn nữa thì nhất là có người nối dõi, ông ngay cả một đời sau cũng không có. Tuyệt giống rồi. Dựa theo giao ước, nhà họ Triệu các ông sau khi xử xong thì đến nhà họ Vương chúng tôi. Các ông đừng hòng đánh nén. Nhà họ Vương chúng tôi thù rất dai đấy. Đặc biệt là ông ma bệnh mạng. Ông không phải là tự chân chính nhân quân tử à? Tuyệt đối đừng đánh nén sẽ tổn thọ đấy. Tôi trước nay sẽ không đánh nén, chỉ sẽ đánh mặt. Đồ đáng chết. Nếu nhà họ Vương đã rời sân, vậy thì người tiếp theo. Ai nói nhà họ Vương chúng tôi rời sân chứ? Vãn bối Vương Dĩnh Kiệt lần đầu tới vực Thương Ngô, xin hãy chỉ giáo. Lần này do ta thay thế nhà họ Vương xuất chiến. Được, vậy thì cậu đi đi. Cơ hội chỉ có một lần. Vãn bối rõ rồi. Các người nói xem thằng nhóc này có thể đi bao xa. Khoảng 100 mét. Bắt đầu từ 100 mét đổ đi thì sẽ xuất hiện diêu ý rồi. Cách Ninh Thảo 900 mét. Tiến triển hiện nay khá là thuận lợi. Không có gì ghê gớm cả. Trên trời sao lại có thứ gì đó rồi? Cử động, mau cử động. Cơ thể của tên nhóc này hoàn toàn bị sát ý của Diều phẫn nộ đè rồi, không thoát được. Mạc Lam là Vương Dĩnh Kiệt. Đáng chết, cậu giết chết tên đó làm gì? Không biết đó là khu cấm hay sao, cậu giết người ai còn dám đi hái hoa. Giết người ở khu cấm, phát diều tiếp theo chắc chắn là diều phẫn nộ. Bách Tinh chiến tướng, ông đây không làm nữa. Tôi muốn xin xếp ở sau tên vắt con đó. Mộc Toàn Lâm không ở đây. Cảnh không có người có huyết mạch tương liên gì cả. Xem ra là ảo giác của mình rồi. Cảm ứng ma âm biến mất rồi, tôi biết rồi. Cậu bạn này xin dừng bước. Lời vừa rồi của những người đó cậu cũng nghe thấy rồi. Bởi vì cậu phá quy tắc của khu cấm này, vậy nên cậu cần phải đi vào hái hoa. Hái hoa sao? Không sai, chính là đá hoa thất sinh này. Bởi vì cậu giết người, vốn dĩ diều chiến binh sẽ đáp xuống. Kích tiếp theo sẽ biến thành diều phẫn nộ với uy lực tăng gấp đôi. Vậy nên cậu không đi đón nhát diều phẫn nộ này,
bọn họ sẽ không để cậu rời khỏi sơn cốc. Linh khí của hoa thất sinh này vậy mà có thể dùng linh khí hóa tuyết. Hơn nữa, có phải tôi đi vào hái được thì nó thuộc về tôi đúng không? Đương nhiên rồi, hoa thất sinh là vật vô chủ, người giỏi thì có được. Bây giờ chúng tôi không có lên ngay, chỉ là muốn cho mọi người một môi trường công bằng mà thôi. Vậy thì quyết thế đi, tôi bây giờ đi hái. Quả nhiên là nghé con không sợ hổ, là không biết trời cao đất dày, hoa này đâu có dễ hái như vậy. Cậu bạn, cậu và nhà họ Vương có thù oán gì tôi không quan tâm, nhưng lượt này cậu buộc phải đi vào. Cậu chắc chắn là biết rõ nguyên do. Tôi biết rồi, nhưng khi tôi đi vào hái hoa, ông có thể giúp tôi chăm sóc cho cô ấy hay không? Không thành vấn đề, anh phải cẩn thận. Không cần lo lắng, tôi sẽ không có chuyện gì đâu. Các người nói xem thằng nhóc này có thể đi bao xa. Cậu ta có thể một quyền giết chết tên nhóc của nhà họ Vương, đoán chắc có thể đi được 200 mét. 200 vẫn rất là lạc quan rồi, tôi cho rằng chắc chỉ được 150. Quả nhiên, hoa thất sinh này không chỉ có linh khí hóa lôi, còn có linh thức mạnh mẽ. Cách ninh thảo còn 900 mét. Chỉ cần có hoa thất sinh này thì mình có thể lợi dụng linh thức của hoa này để mở ra linh thức của mình. Dìu phẫn nộ sắp tới rồi. Được 100 mét rồi. Mạc Lam, anh tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Chiếc dìu này vậy mà chém trên thức hải. Tuy chiếc dìu này lợi hại, nhưng muốn chém nứt thức hải của mình còn kém xa. Không ngờ còn có thu hoạch bất ngờ. Trong chiếc dìu này vậy mà còn có dìu ý mạnh mẽ như vậy. Chuyện gì vậy, cậu ta không sao cả. Uy lực của dìu phẫn nộ bình thường sẽ lợi hại gấp mấy lần. Cậu ta sao lại không tổn thương gì? Ý niệm của thằng nhóc này mạnh vậy sao? Như này đổi thành người khác, lão đã bị lỗ từ lâu rồi. Dìu ý này về tay rồi. Cách ninh thảo 400 mét, lần này biến thành hai đao lộ phủ rồi sao? Nếm thử chiêu này của tôi, lộ phủ chiến ý. Tiểu tử này được đó, lại có thể kiên trì tới bây giờ. Đúng vậy, đây không phải là phủ khí bình thường. Nghe đồn cái thâm cốc này là do não tổ tông của cổ vũ cơ gia đại chiến với thục sơn kỳ nhân, sau đó dùng dìu bổ ra, mà trên cây dìu đó mang theo lộ ý chiến ý, lộ phù chiến ý, cho tới nay vẫn chưa tiêu tan. Hành lang thâm cốc này càng vào sâu thì uy lực của lộ phủ chiến ý càng mạnh. Rất nhiều người đã không ngăn chặn được phủ ý ở nửa đoạn đầu, trực tiếp mất mạng. Mạc Lam ca ca, anh nhất định là phải bình an đi ra, đừng xảy ra chuyện gì. Nhìn kìa, hai người kia vòng quanh sơn cốc đánh một vòng rồi lại đánh trở về. Vương Giang còn đánh nhớ, cháu của ông bị người ta giết rồi. Cái gì? Đây, A Kiệt của tôi. Là ai to gan như vậy? Ây, giết hay lắm. Là chuyện tốt do ai làm, tôi còn phải tới tận cửa cảm ơn hắn. Cái não già này. Sát ý này, có lẽ là đợt cuối cùng rồi nhỉ? Cách ninh thảo 100 mét. Thả ngựa tới đi. Hoa này ai hái được chứ? Trời ơi, đây là thứ gì? Được rồi. Thật đã. Tiểu xúc sinh, bỏ đồ của nhà họ Vương tôi xuống. Muốn chạy sao? Vương Giang tới, sao không có dìu phẫn nộ chém ông ta? Hoa thất sinh bị hái, chiến ý của dìu phẫn nộ đã dừng bảo vệ. Như vậy còn đợi cái gì? Cướp. Ai thấy đều có phần. Chỉ dựa vào các người cũng dám giành đồ của nhà họ Vương chúng ta sao? Tìm chết. Trời ạ, là hắc xâm na trưởng pháp của nhà họ Vương. Chỉ cần bị đánh trúng, dù tu luyện khí hải cũng sẽ bị quân giết đánh tàn. Cho dù may mắn sống được thì cũng không thể nào tụ khí tu luyện nữa. Trưởng này không thể tiếp. Mau lùi. Một đám phế vật, tiểu xúc sinh, lập tức giao ra hóa thất sinh.
Sao hả? Cậu cảm thấy mình có thể địch được lão phù? Đưa đây. Xem cậu có thể chống đỡ được mấy hồi. Đồ bệnh không chết, thằng nhóc này có quan hệ gì với ông? Không có quan hệ gì cả, chỉ là cảm thấy cơ hội tốt để đánh ông thôi. Người này tại sao lại ra tay giúp mình? Này nhóc con, hoa thất sinh này là vật vô chủ. Nếu đã là chúng ta đến trước, chúng ta có phải lên nói đạo lý trước sau hay không? Cậu đã hấp thu một ít rồi, bây giờ cây hoa thất sinh này nên giao cho chúng tôi rồi. Chúng tôi để cậu hái hoa thất sinh trước, cậu không thể nào vong ân phụ nghĩa. Tôi lấy một đóa hoa nào được. Các người chính miệng thừa nhận người có năng lực người đó sở hữu, bây giờ lại muốn cùng nhau lướt nơi à? Cậu cũng biết là người có năng lực thì sở hữu, bây giờ cậu có thực lực gì? Không bằng trực tiếp sắp đặt nôi đài, ai thắng thì thuộc về người đó. Đồ của tôi dựa vào đâu là phải lấy ra chia?